thông tin anh chàng Hàn Quốc, Hee Song Ju Yeon G dừng cuộc chơi tại Sinmi Song 2018 khiến khán giả bất ngờ. SLV Lê Minh Sơn cho hay tại vòng trại sáng tác, vì bận công việc gia đình nên Hee phải dừng cuộc chơi. Theo đó, đội SLV Lê Minh Sơn chỉ còn lại 6 tiết mục thi. Trước khi chính thức dừng bước, Hee Song gửi lời xin lỗi đến khán giả và dành những lời chúc tốt đẹp đến các thí sinh còn lại. Hee Song gửi lời xin lỗi đến khán giả đã theo dõi và ủng hộ anh trong thời gian qua. Clip, Hee Song gửi lời xin lỗi đến khán giả Sinmi Song 2018 trong đoạn clip trên, thành viên đội SLV Lê Minh Sơn chia sẻ, xin chào các bạn, mình là Hee. Hee rất cảm ơn khán giả Sinmi Song vì khán giả ủng hộ và quan tâm Hee rất nhiều. Đối với Hee như vậy như ở trong mơ. Đáng lẽ Hee phải chuẩn bị bài hát mới cho chương trình để không phụ lòng các bạn. Nhưng gia đình Hee có việc gấp nên phải quay lại Hàn Quốc không thể tiếp tục tham gia chương trình. Hee rất buồn và cảm thấy tiếc nuối. Hee xin lỗi khán giả và cảm thấy mình đã làm các bạn thất vọng. Anh chàng cũng không quên nhắn nhủ đến các thành viên ở lại trong chương trình. Đừng quên Hee và đợi Hee nhé. Cuối cùng, xin chúc khán giả Sinmi Song vui và hạnh phúc. Chúc chương trình ngày càng được khán giả yêu mến. Trước đó, Hee Song là thí sinh từng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả không chỉ bởi sáng tác mang tên Trôi với giai điệu đậm chất Hàn Quốc mà còn là sự thân thiện. Giai điệu bắt tai, cách xây dựng ca khúc gọn gẽ nên Hee đã nhận được hai cái gạch cần của SLV Lê Minh Sơn và Giáng Son. Hình ảnh Hee Song tại vòng ghi âm thể hiện sáng tác Trôi. Sự dừng chân của Hee Song không chỉ để lại sự tiếc nuối nơi khán giả, mà còn khiến cho đội của Lê Minh Sơn phải thiếu đi một màu sắc khác lạ. Trôi, Hee Song tại vòng ghi âm Sinmi Song 2018.